Xin chào các bạn. Thì hiện tại mình vừa mới bắt được một con cà cưỡng con nha các bạn. Lẽ ra mình không có định đem con này về nhà đâu, nhưng mà con này nó bị mặt nhiều cực kỳ. Đây này các bạn thấy không? Đấy, nó bò con màu đỏ đỏ đấy các bạn. Mặt thì nó có hai loại, một loại là cái loại như trong các bạn thấy trong con mặt gà ấy các bạn. Cái loại đó thì nó chỉ bò, nó tức nó cũng hút máu để nó sống đấy, nhưng mà nó ký sinh, nó hút máu trên lông. Cái dòng đó nó ít hút máu hơn, còn cái loại này nó hút máu nhiều cực nha bạn, nó hút máu bạn thấy không, nó to mà nó đỏ chót, một con nó bò này nhiều lắm. Đây nó bò vào tay của mình luôn nè bạn. Đấy thôi mình sẽ đem về nhà, mình sẽ hướng dẫn, mình sẵn là mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà diệt những cái con mạt như thế này. Đây nó đu, nó hút máu con này các bạn, chân rồi bắt đầu thẹo thọ ngay chỗ đít này các bạn thấy không. Đây các bạn thấy nó bò mạt bò này, đây này các bạn thấy kinh không. Thì các bạn nghĩ một cá thể như vậy này, nó đu nó hút máu này bạn, cái cánh đó này đây các bạn thấy không, cánh nó bây giờ nó bị gọi là nó hút máu nên là cái nó gọi là nó ghẻ lở lên các bạn, rất là kinh khủng, cái chân cẳng yếu luôn các bạn. Đây nó hút, tóm lại con này nó đang bị cũng khá là còi, cũng bị đẹp rồi. Đây này, đây mình thì đang ở trên nhà nội của mình thì mình không có thuốc sẵn ở đây, chứ nếu mà ở nhà mình thì mình có thuốc sẵn rồi, mình xịt một phát là sạch sẽ luôn các bạn. Không, các bạn thấy nó hút mà đến nỗi con chim nó bị ghẻ lở thẹo thọ, các bạn coi mặt nó bò lên xe mình. Ui trời ơi, đây, trên cái thanh sắt nó chạy nè các bạn. Đấy, khủng khiếp luôn. Mấy con này bây giờ bóp ra một cái là máu không mà các bạn. Đấy, bây giờ nếu mà bây giờ mà mình đang ở nhà nội mình, cho mình không có thuốc, mình sẽ dùng cái hỗn hợp á là nước muối rất là mặn và mình nặn nó rất là nhiều chanh ra mình, và mình sẽ nhúng con chim này vào, mình chừa cái đầu lên nha các bạn, mình ngâm nó trong cái nước, mình nhúng mình ngâm nước nó cỡ 1 phút vậy, rồi mình lấy ra mình phơi nắng. Đây là cái cách mà tạm thời mình coi thử cái hiệu quả của nó là có diệt sạch không. Nếu mà nó diệt không sạch thì mình nói chung mình cố gắng mình giảm số lượng mạt cái đã, rồi chiều mình về nhà thì mình lúc đó mình mới xịt thuốc cho nó được các bạn. Hồi sáng sau khi mà mình ngâm con chim này vào trong cái hỗn hợp là muối và chanh nồng độ cao luôn các bạn, thì mạt nó cũng chết rất là nhiều, nhưng mà nó cũng không thể nào nó chết sạch hết nha các bạn. Tại vì trong cái lông chim nó có những cái chỗ nó khô các bạn, thì con mạt nó sẽ trốn ở trong đó, trốn trong cái vùng lông khô ấy, nên nó không tiếp xúc được, tức là nó không thể nào nó chết hết được, nhưng mà nó chết cũng rất là nhiều, nó chết khoảng tầm 80 đến 90% mạt rồi. Đó, cho nên là lúc mà mình về nhà ấy, thì mình sẽ sử dụng thuốc nha các bạn. Nó có một cái loại thuốc chuyên để các bạn trị mạt. Hiện tại con này mình đã xử lý rồi và mạt nó đã sạch 100% rồi đấy các bạn, không còn một con nào luôn đó. Thì mình lưu ý trước với các bạn như thế này này, nếu mà các bạn có những cái con chim hót, ví dụ con chè mao hay là con sơn ca mà nó bị mạt ấy, thì các bạn cũng phải cân nhắc khi mà các bạn dùng thuốc. Nếu mà các bạn mà thực sự mà các bạn quan tâm chim ấy, thì cái quá trình mà các bạn nuôi ấy, thì các bạn nên vệ sinh lồng sạch sẽ này, thường xuyên này, cho chim tắm các kiểu, ví dụ chà mao các kiểu thường xuyên cho tắm định kỳ. Chứ các bạn đừng có để lồng rồi nó dơ, phân chim nó dễ đóng đóng đó. Lúc đó các bạn mới dọn thì mình không đánh giá cao, thực sự như vậy. Còn khi mà các bạn sử dụng thuốc á, thuốc mà bên thú y nó bán mà chuyên trị mạt các bạn, thì mình chắc chắn một điều á, là thuốc nó sẽ rất là độc và nó sẽ ảnh hưởng tới chim ít nhiều. Đấy, nếu trong cái trường hợp mà ví dụ như cái dòng chim này các bạn, nó không phải là chim hót, nó là dòng họ sáo đồ chơi ấy, mình không có quan trọng nó hót. Chứ mà nếu mà một con sơn ca nó đang hót tốt ấy, mà nó bị mạt mà các bạn sử dụng thuốc các bạn xịt vô ấy, thì nó ảnh hưởng đến chim rất là nhiều. Ví dụ như cái nó sẽ bị tuột lửa con chim nè, con chim bị sận nè. Đấy, nên các bạn cũng sẽ cân nhắc một số tình huống như vậy. Chứ còn mà phương pháp mà để cho nó mạt nó chết tuyệt đối thì nó rất là đơn giản. Nhưng mà làm sao để đảm bảo sức khỏe cho con chim nó tốt ấy, thì đó mới là cái khó nha các bạn. Ví dụ như chà mao ha, thì bạn cứ cho tắm thường xuyên thì nó rất là sạch. Hạt sơn ca các bạn thay cái nền cát thường xuyên, vệ sinh lồng thường xuyên, bỏ cát mới lại thì chim nó gặp cát mới nó sẽ tắm, nó sẽ duỗi vô trong cát mới nha các bạn, thì nó sẽ giảm cái vấn đề mạt rất là nhiều đấy. Còn thuốc á, thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn, đây là cái loại. Còn về thuốc á, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn, đây là cái loại này nè các bạn, đây này, Hanstock này. Đây cái loại này thì dùng rất là đơn giản, thì các bạn chỉ cần về xịt xịt cho các bạn, xịt xịt là xong.
Còn xịt như thế nào ấy, thì các bạn xịt cho mình hai vị trí thôi, hai vị trí nha các bạn. Đó, mình vẫn nhắc cho các bạn như này là thuốc nó sẽ rất là độc, ảnh hưởng tới chim ít nhiều, nên là các bạn cân nhắc khi sử dụng thuốc. Chứ còn mình nghe đâu tin đồn các bạn là gì, sử dụng vỏ sầu riêng lót đít lòng các kiểu, hay là lá từ bi bỏ đít lòng, lá thầu đâu bỏ đít lòng, mấy cái này không ổn đâu các bạn. Còn đối với ví dụ mà các bạn dùng cái này này, các bạn có thể xịt xuống cái miếng lót lòng, ví dụ như các bạn nuôi lòng chà mào đấy, thì các bạn có thể xịt xuống cái miếng lót lòng, tại vì cái miếng lót lòng là cái chỗ mà mạc nó sẽ trốn trong đó rất là nhiều nha các bạn. Đấy, còn khi mà các bạn có con chim như này đó, chim bị mạc rất là nhiều á, thì các bạn xịt cho mình cái vị trí nha các bạn, đó là phao câu dưới đít, các bạn xịt lên cái một con này, lẽ ra mình không bắt đâu các bạn, nhưng mà mình thấy nó mạc nhiều quá, thôi sẵn mình đem về mình làm video mình hướng dẫn cho các bạn xem luôn. Con này thì mình đã trị mạc 100% rồi đấy. Đây này, ví dụ nó bị mạc á nha, các bạn sẽ dùng thuốc này nè. Đây này, các bạn xịt vô cái vị trí này, vị trí này nha các bạn, là phía trên của phao câu xịt xuống nè. Đây đó, xịt xịt là xong rồi các bạn. Đó, nó ra cái kiểu xương xương như vậy này. Đấy, còn cái vị trí thứ hai ấy, các bạn xịt đó là các bạn xịt dưới cái nách cho mình. Đây này, dưới cái phần nách này bạn xịt vô trong phần lông cánh này, ấp xuống là ok. Đó, là ok nha các bạn. Đừng có xịt hết chim nha. Còn nếu trong cái trường hợp mà mạc nó quá nhiều đi nữa ấy, mạc mà gọi là ký sinh với cái con này hôm qua ấy, thì buộc các bạn phải pha cái chai thuốc này nè ra nước. Tức là các bạn đổ mở nắp, bạn đổ nó ra nước, tỷ lệ cũng vừa vừa thôi nha các bạn. Nói chung là cũng các bạn cũng liều liều thôi. Và các bạn nhúng con chim vào. Nhúng thì các bạn chừa cái đầu chim lên phía trên. Mà nói cái thuốc này nếu nó bay vô trong mắt chim á, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến mắt chim nha các bạn. Kiểu nó làm bị sưng đỏ nè. Túm là chết đuôi thì cũng đuôi, nhưng mà nó sẽ sưng đỏ, vài hôm sau nó mới hết. Đấy, cho nên các bạn phải cẩn thận khi dùng thuốc. Đây các bạn, đây mình chia sẻ cái sản phẩm thuốc này lại cho các bạn xem nè. Đây, thì dùng để chó mèo các kiểu dùng cũng ok lắm đấy các bạn. Đây, mình thấy chứng nhận các kiểu của WHO đồ quá trời đây mà. Nhưng mà cơ bản thì mình nói thật với các bạn, mấy cái thuốc này nó cũng độc lắm, nên là các bạn cứ cân nhắc. Chứ nếu mà ví dụ con sơn ca đang hót tốt, hoặc con chà mào các bạn đang đi đấu mà các bạn xịt cái này á, thì cũng không ổn đâu nha các bạn. Mình nói rồi đấy. Cho nên ấy, cái này nó dùng khi mặc quá nhiều. Và các bạn xịt ấy, thì các bạn xịt một ít vô cái phao câu và cái nách cánh thôi, chứ đừng có mà xịt toàn thân như xịt mũi nha các bạn. Vậy là xịt xong là bỏ con chim luôn á. Tới cái chai này hiện tại thú y nó bán 25.000 một chai nha các bạn. Nếu bạn nào mà gọi là chỗ bạn nó không bán, không có, các bạn cứ inbox với mình, mình gửi tận nhà cho các bạn. Dùng cái này thì mạc nó chết là hầu như 100% đấy. Nhưng mà chắc chắn thì nó cũng phải độc hại rồi, tại vì thuốc thú y mà các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like, và hãy nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.